Nói đến một trong những nam ca sĩ tài hòa bậc nhất showbiz Việt thì không thể bỏ qua cái tên Soobin Hoàng Sơn. Soobin Hoàng Sơn không chỉ là một cái tên mà là biểu tượng của sự toan năng trong V-Biz. Soobin vốn dĩ nằm trong danh sách những nghệ sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng của showbiz nhiều năm trước, nhưng bỗng dưng Soobin ngày càng mờ nhạt và thậm chí biến mất. Ở tuổi ngoài 30, khi nhiều người nghĩ rằng Soobin Hoàng Sơn đã tạm lui về sau hậu trường giống như Sơn Tùng MTP, thì ngược lại anh vẫn tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Đặc biệt, sự xuất hiện của anh trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chứng minh rằng anh vẫn là một ngôi sao đầy năng lượng và tiềm năng. Với chất giọng trầm ấm, những bước nhảy điêu luyện cùng phong cách biểu diễn cuốn hút, Soobin ghi dấu ấn đậm nét trong khán giả. Tài năng và sự chăm chỉ không ngừng nghỉ giúp anh khẳng định mình như một hoàng tử toàn năng của dàn giải trí Việt. Việc Soobin tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ gây sốt mà còn tạo nên một hiện tượng. Qua từng vòng thi, anh không ngừng bứt phá, đem đến những màn trình diễn đỉnh cao, từ solo đến nhóm, mỗi sân khấu đều khiến khán giả đứng ngồi không yên. Ngay giữa những số đầu tiên của chương trình lên sóng, Soobin đã trở thành một gương mặt đắt giá và thu về một lượng fan mới hùng hậu. Không ngần ngại khi có thể khẳng định một điều rằng Soobin chính là anh tài nổi bật số 1 chương trình. Trước khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Soobin đã ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt với một loạt bản hit đình đám. Anh là một trường hợp đặc biệt của V-pop khi không chỉ được yêu thích qua những bản ballad lãng mạn và giàu cảm xúc mà còn tỏa sáng như một nghệ sĩ trình diễn xuất sắc. Soobin có thể thể hiện những bản tình ca da diết với chất giọng cao vút đầy nội lực, nhưng đồng thời cũng trở thành một performer tuyệt vời, cuốn hút khán giả bằng thần thái sân khấu mạnh mẽ và vũ đạo đỉnh cao. Ở mảng ballad, Soobin ghi dấu ấn với những ca khúc đã trở thành quốc dân. Tiêu biểu là bản hit đình đám Phía Sau Một Cô Gái cùng những ca khúc như Đi Để Trở Về, Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Nếu Ngày Ấy đều khiến người nghe xúc động và tạo nên danh hiệu hoàng tử ballad cho Soobin. Sức hút mãnh liệt từ những bài hát này đủ để minh chứng cho tầm ảnh hưởng của anh đối với dòng nhạc ballad. Đáng chú ý, khi gia nhập Space Speaker Group, Soobin đã có màn lột xác ngoạn mục. Từ hình ảnh hoàng tử ballad, anh đã biến thành một playboy đầy cuốn hút với EP The Player. Không chỉ về hình ảnh mà cả âm nhạc của anh cũng thay đổi toàn diện, mang đến sự mới mẻ và bùng nổ hơn. Những ca khúc như Blackjack, Trò Chơi, Beautiful Monster đã tiếp tục khẳng định tên tuổi của Soobin. Nhưng đỉnh cao nhất phải kể đến tháng 5 với màn kết hợp độc đáo với phù thủy âm nhạc Slim V. Đây cũng là lúc cặp đôi Soobin Slim V chính thức ra đời. Tương tự như bộ đôi Binz Tuliver trước đó của Space Speaker, cả Soobin và Slim V đều có nền tảng từ âm nhạc Hàn Lâm, đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn với nhạc điện tử, tạo nên những sản phẩm âm nhạc đầy sức hút. Trước khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Soobin đã trải qua một giai đoạn khá thăng trầm trong sự nghiệp. Sau thành công lớn của Tháng 5 và EP The Player, anh dường như rơi vào tình trạng lúng túng, mất phương hướng. Các sản phẩm âm nhạc sau đó của anh bao gồm album Bật Nó Lên và các MV đi kèm, dù đầu tư kỹ lưỡng nhưng không đạt được tiếng vang như kỳ vọng. Điều này khiến Soobin rơi vào trạng thái loay hoay, chưa tìm ra được hướng đi rõ ràng cho mình. Sự chật vật đó khiến công chúng không còn chú ý đến những nỗ lực của anh như trước. Tuy nhiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã mang đến cho Soobin một cơ hội tuyệt vời để tái khẳng định bản thân và tỏa sáng trở lại. Câu nói phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi dường như đúng với Soobin. Anh luôn có nội lực tiềm tàng cùng với tài năng và sự kính nghiệp trong nghệ thuật. Tất cả những gì anh cần chỉ là một cú hích để thổi bùng tất cả. Và chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính là chất xúc tác giúp Soobin một lần nữa khẳng định đẳng cấp của mình. Và quả thực, sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có thể nói như sân chơi dành cho Soobin vậy. Ngay từ những vòng concert đầu tiên, Soobin luôn là cái tên tạo nhiệt rất tốt. Đầu tiên là sân khấu solo Giá Như hay sân khấu nhóm trình diễn Nước Hòa cùng các nam thần rực lửa. Soobin tiếp tục gây sốt một lần nữa với màn trình diễn Trống Cơm, kết hợp với nhạc điện tử đồng hành cùng với nghệ sĩ nhân dân Tự Lòng và Cường Seven, hay là vocal Chợt Nghe Bước Em Về cùng Liên Minh Tinh Tú. Tuy vậy, anh chàng không chỉ gói gọn khả năng của mình trong mảng vocal như một anh tài chỉ biết hát, mà thực sự dẫn sân thử sức một concept về sân khấu. Ở màn live thân sâu của ca khúc Giá Như của Soobin, nam ca sĩ gốc Hà Nội phô diễn nốt cao thương hiệu, vocal tràn đầy cảm xúc kết hợp với màn thể hiện vũ đạo solo bùng nổ. Hơn hết, phần trình diễn solo của anh chàng còn được dàn dựng thêm hiệu ứng cát rơi, ngay lập tức gây bão truyền thông, tạo nên một làn sóng bàn tán về sân khấu cực nghệ của anh chàng. Soobin từng thổ lộ tiết mục mở màn này gần như là một trong những sân khấu để đời trong cuộc đời làm nghệ thuật của anh. Trong cuộc đời một nghệ sĩ rất hiếm có những khoảnh khắc thăng hoa đến như thế, và tôi rất may mắn khi được trải nghiệm nó hai lần. Đấy là lần tôi trình diễn tại Cosmic và tiết mục Giá Như tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tôi rất tâm đắc với tiết mục này và nó thật sự là một dấu ấn trong sự nghiệp mà tôi sẽ luôn tự hào. Một trong những màn trình diễn đỉnh cao nhất của Soobin tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phải kể đến siêu sân khấu Trống Cơm ở công diễn 1. Giữa trang phục truyền thống, áo dài, khăn đóng, những điệu hò của dân ca Bắc Bộ, tiếng trống cơm, Soobin chơi đàn bầu trên nền nhạc điện tử đầy mới lạ, bắt tai và đầy tự hào là một trong những khoảnh khắc chiếm sóng nhất trong công diễn 1. Ngoài ra, phần rap và lời hát mới của Soobin và It's Just cũng được thêm vào bản phối mới của Trống Cơm. Tưởng chừng như sẽ khó có thể thoát ra cái bóng quá lớn của Giá Như và Nước Hòa từ vòng concert, Soobin mang đến màn trình diễn mãn nhãn từ hình ảnh đến âm thanh ở bài thi công diễn 1 như khẳng định điều ngược lại. Từ khoảnh khắc anh chàng thể hiện giọng hát nổi bật
đến những nốt đàn bầu điệu nghệ trên sân khấu khiến trống cơm ngay lập tức xoán ngồi nước hòa. Anh chàng tạo ra chuỗi hit trên sân khấu mà mình tham gia, xếp top đầu những màn trình diễn được bàn tán nhiều và yêu thích nhất sau khi phát sóng. Hình ảnh anh Tài từng theo bố chơi đàn bầu từ khi còn nhỏ được cả fan lẫn chương trình đào lên và liên tục chia sẻ, tạo thành một trong những điểm nhấn khó quên của nam ca sĩ. Để có được sân khấu trống cơm như viral như vậy, một phần cũng nhờ anh Tài Subin khi mời được nghệ sĩ nhân dân Tự Long về đội của mình. Một khán giả đưa ra phân tích được nhiều cư dân mạng đồng lòng. Thực sự rất ấn tượng với sự lễ phép và kiên định của Subin. Lúc thuyết phục chú Tự Long đầu tiên đã nói rõ quan điểm và mong muốn của mình. Chú vào đội thì sẽ có thể đạt được những gì? Rất rõ ràng nhưng vẫn lễ phép lịch sự. Sau đó để có thời gian suy nghĩ, không thúc ép nhưng vẫn hướng về chú, không đi hỏi thêm thành viên nào khác. Đoạn được chọn thì thật sự vỡ òa, có thể cảm giác được Subin đang nín thở luôn ấy. Khán giả nhận ra Subin ngày càng khẳng định bản thân không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một chàng trai có chính kiến, kiên định và rất cầu thị, bộc lộ hết tất cả tài năng sân khấu lẫn kỹ năng mềm sau sân khấu, mang về thêm một lượng người hâm mộ mới không hề ít. Trên sân khấu và dưới sân khấu, thực sự là một của hiếm của sầu anh trai và cả làng nhạc Việt. Chú Tự Long thật sự đã phải đắn đo và lo lắng về sức khỏe, đáp ứng cho lịch trình tập luyện của đội trống cơm. Chính vì thế sự quyết tâm và hết mình của Subin dù phải ra Hà Nội để tập luyện đã khiến chú Tự Long gật đầu. Cường Seven thậm chí còn cảm thấy thiêng liêng mỗi khi xem lại phần đoạn chiêu mộ này. Mình cũng thích cách Subin đến xin lỗi các thành viên nhóm còn lại ngay sau đó, rất hiểu chuyện luôn. Thật sự thấy được tâm huyết và sự quyết tâm phải có được chú Long trong đội hình của Subin. Và mình nghĩ chú Long cũng thấy được điều đó và đã quyết định chọn đánh đổi dù không hề dễ dàng với chú. Khán giả bình luận. Như vậy có thể thấy được anh Tài đang thực sự tận hưởng và đầu tư để được thỏa với đam mê nghệ thuật của chính mình trong xuyên suốt các vòng thi của anh trai vượt ngàn chông gai. Không chỉ là trên sân khấu, Subin tỏa sáng và chín muồi thực sự từ kỹ năng lẫn những khoảnh khắc hậu trường khi giao lưu cùng các anh trai. Khi được xem anh Tài chia sẻ và giao lưu trong hội thao cùng các anh trai, khán giả mới nhận ra đằng sau người nghệ sĩ ngầu đét bao nhiêu năm qua là một chàng trai hài hước, ấm áp và dễ gần đến thế. Kết thúc chương trình, Subin nằm trong top 17 anh trai giao tập toàn năng. Ngoài ra, Subin cùng với Binzy cũng nhận thêm giải phụ là anh tài toàn năng X-Files cho mỗi đội. Cụ thể, Subin là thành viên có tổng điểm hỏa lực cao nhất nhà tinh hòa, còn Binzy là thành viên có tổng điểm hỏa lực cao nhất nhà thiếu nhi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Binzy và Subin là quán quân mỗi đội anh tham gia. Trước anh trai vượt ngàn chông gai, Subin đã là một ngôi sao lớn của làng nhạc Việt, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng sau khi chui rèn qua anh trai vượt ngàn chông gai, Subin được ví như cường hóa để trở thành chiến binh phun giáp với mọi tinh hoa đều được phát tiết, đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trở thành một hoàng tử toàn năng, thực thụ của showbiz Việt. Sự bền bỉ, đam mê và khả năng biến hóa đa dạng đã giúp Subin trở thành biểu tượng nghệ thuật đương đại, mang đến những tác phẩm chạm đến trái tim khán giả và mở ra những cột mốc mới trong sự nghiệp. Subin chắc chắn sẽ tiếp tục tỏa sáng và tiến xa hơn trên hành trình nghệ thuật của mình.